Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký ban hành quyết định số 42 về việc quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đối tượng áp dụng quy định là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, thuế và các đối tượng có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, vân vân. Đồng thời cũng quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị, tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh không quá 200 m2, các thị trấn thuộc huyện không quá 250 m2. Đối với giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn, riêng xã Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa không quá 200 m2, còn các xã ở đồng bằng không quá 300 m2 và các xã ở trung du miền núi không quá 400 m2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2024 và thay thế khoảng 3 điều 1 quyết định số 52 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định về hạn mức đất ở, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hạn mức xây dựng, phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết những trường hợp đã áp dụng hạng mức đất ở quy định tại quyết định số 52 từ trước ngày quyết định 42 có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quyết định này.